Uzbekistan ban bố tình trạng khẩn cấp ở Karakalpakstan. Uzbekistan ngày 3 tháng 8 bắt đầu áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Karakalpakstan sau khi nhiều cuộc biểu tình đòi cải cách hiến pháp nổ ra. Trên Telegram, thư ký báo chí Sherzod Asadov của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev cho biết tình trạng khẩn cấp ở Karakalpakstan được áp dụng từ sau nửa đêm 3 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, theo AFP. Ông Sherzod Asadov nhấn mạnh biện pháp được thực hiện nhằm đảm bảo sự an toàn của công dân, bảo vệ quyền và tự do của người Karakalpakstan, cũng như khôi phục luật pháp và trật tự. Trước đó, các nhà chức trách Uzbekistan cho biết họ đã bắt giữ những người tổ chức các cuộc bạo động hàng loạt. Giới chức cho rằng những người này muốn chiếm các tòa nhà hành chính ở thủ phố Nukus của Karakalpakstan. Cuộc biểu tình hôm 1 tháng 7 đã thu hút hàng nghìn người xuống đường. Động thái này diễn ra sau khi dự thảo sửa đổi hiến pháp Uzbekistan được công bố, dự kiến được đưa ra trưng cầu dân ý trong những tháng tới. Tổng thống Uzbekistan đã đến Karakalpakstan hôm 2 tháng 7 và cam kết sẽ loại bỏ những sửa đổi hiến pháp được đề xuất vốn làm suy yếu địa vị của Karakalpakstan. Chính phủ đã kiểm soát chặt chẽ để không xuất hiện thông tin liên quan đến thương vong. Tuy nhiên, đoạn phim trên Telegram cho thấy các trường hợp tử vong đã xảy ra trong chiến dịch trấn áp của cảnh sát. Truy cập Internet đã bị hạn chế trong khu vực Karakalpakstan vào tuần trước. Bên cạnh đó, có ít nhất một hãng truyền thông tư nhân đã xóa bài báo về những thay đổi đối với tình trạng của Karakalpakstan ngay sau khi xuất bản. Khu vực tự trị Karakalpakstan nằm ở phía tây bắc của Uzbekistan. Tuyên bố chủ quyền của Karakalpakstan được thông qua vào năm 1990. Vào đầu năm 1993, một thỏa thuận liên quan quốc gia đã được ký kết. Theo đó, Cộng hòa Karakalpakstan trở thành một phần của Cộng hòa Uzbekistan.